Anh mời vợ ăn sáng. Vợ không thích ăn bánh mì với cả trứng thì để anh làm món khác nhé. Từ bao giờ mà anh biết đeo tạp dề vào bếp thế? Bồ dậy à? Nó dạy anh làm mắm cá cơm chưa? Sao? Nói đúng quá không cãi được à? Chắc anh cũng biết tính tôi. Những gì người khác ăn rồi, tôi không bao giờ ăn lại. Cho nên anh là đồ thải rồi. Mỗi khi nghĩ đến việc dừng lại, sao em không nhớ đến những lúc mình bắt đầu? Mình đã trải qua với nhau bao nhiêu khó khăn như thế. Anh xin em đấy Hồng ạ. Em đừng có như thế nữa. Chính vì tôi nhớ, cho nên tôi rất hận vì bị dắt mũi. Tôi như đứa mù câm điếc, để anh và con khốn kia ngang nhiên qua mặt. Cái dây chuyền của nó là anh tặng đúng không? Nghĩ thôi cũng đã thấy ghê tởm. Ơ kìa, Hồng. Hồng. Em. Cái đôi này, váy kỷ thôi niệm. Thôi nào. Váy kỷ em niệm. Em bình tĩnh lại đi. Thôi. Anh thực sự muốn hàn gắn. Em cứ xé nát mọi thứ như này ấy, rồi sẽ đi về đâu? Mấy cái đồ nhà quê rẻ tiền này ấy, tôi không thích giữ nữa. Tôi xé nát hết đi đấy. Làm gì được tôi? Cút. Anh có ổn không? Chị Hồng thế nào rồi ạ? Anh nhớ uống thuốc đầy đủ và đừng thức khuya nhé. Em mong anh hạnh phúc. Hôm nay em nấu món cá khô diêm mắm. Mà nhớ anh quá. Sao anh có thể dùng cái bàn tay ăn vụng bẩn thỉu đấy động vào tôi? Anh im đi. Lúc mà anh làm tôi sảy gai ấy, anh cũng thề là không bao giờ lại tổn thương tôi nữa. Thế mà giờ sao? Anh vẫn cắm sừng tôi. Lời thề của anh để cho chó gặm à? Nghĩ thôi đã thấy ghê tởm. Tôi chỉ coi khinh anh thôi. Tôi sẽ dùng cả đời này để nhắc cho anh nhớ anh là người khốn nạn như thế nào. Anh hiểu chưa? Em nhìn thấy số anh mà em cứ tưởng em đang nằm mơ ấy. Em muốn nhắn tin cho anh. Lỡ đâu anh trả lời em thì sao? Tóc rối thì chải thôi. Còn anh mà rối thì chải lòng với em. Em hứa với anh, em không đòi hỏi gì cả. Em chỉ nghe anh tâm sự thôi. Dám làm thì dám chịu thôi. Nói chung là anh xứng đáng bị như thế. Anh tắt máy đi. Em có món quà tặng anh đấy. Từ từ, con sợ bây giờ. Cảm ơn em. Anh về rồi à? Con chào bố ạ. Bố qua chơi xong bảo con sang đón ạ. Anh có ở nhà đêm hôm qua đâu mà tự giác làm phiền. Thưa bố, đêm qua anh Dũng vào viện chăm ông anh họ thật mà. Người ta ở quê lên không biết trông nhờ vào ai nên mới gọi anh Dũng ạ. Dạ hôm qua ông anh con bị ngã xe
Thì cả đêm không có ai vào trông, con phải vào. Thì đến sáng nay có người nhà quê lên thì con mới về được. Không sao chứ? Dạ, cũng qua cơn nguy hiểm rồi bố. Trông anh phờ phạc đi rồi đấy. Chắc là cả đêm anh em tâm sự hả? Mà người anh toàn ở bệnh viện thôi. Ăn nhanh nhá, xong rồi tí thay đồ đi. Em không ngửi được mùi này đâu. Đến công ty, nhiệm vụ của con ấy là phải ở bên phụ giúp cho thằng Dũng điều hành công ty chứ. Dạo này vợ chồng con lao động quần quật để ông sớm có cháu nội đấy ạ, cho nên là con cũng mệt hơi bất thường, thi thoảng cũng phải nghỉ để lấy lại sức. Cả vợ cả chồng làm cái gì ấy, thì cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe. Bố ơi, ở công ty anh Dũng ấy có cô thư ký khéo lắm, báo cáo công việc rồi lo toan mọi thứ từ A đến Á, đâu ra đấy nhá. Thế nên là anh Dũng mới có sức để gồng gánh việc làm chồng và việc ở công ty đấy. Mọi việc vẫn ổn ấy là bố yên tâm rồi. Mà cô thư ký mới à, tốt lắm à? Liệu có đào tạo như nòng cốt được không? Hôm nào ấy nhớ mời cô về đây ăn cơm để bố biết mặt nhá. Em cũng sơ ý quá, chưa ăn cùng bữa nào, cứ để cho quần quật với chồng em mãi thôi. Hay là hôm nào anh mời An sang đây ăn bữa cơm thân mật nhé. Cánh tay phải của anh thì cũng là tay trái của em mà. Anh nghĩ là dù gì thì An cũng chỉ là thư ký thôi. Mình mà mời thế thì nghe vẻ đề cao cô ta quá. Con nghĩ là không cần thiết. Tùy các con thôi. Nếu như ấy, mà người ta làm tốt ấy, thì thưởng thêm. Đừng tiếc vài đồng. Bây giờ tìm được người ưng ý là khó lắm đấy. Việc này thì bố yên tâm. Chăm sóc nhân viên ý, thì anh Dũng là giỏi nhất đấy. Sao? Anh không ăn à? Hay là chê đồ em nấu? Không, đồ em nấu ngon mà. Cảm ơn bố ạ. Ăn rồi. Bà nói đi, tại sao tôi lại phải đi gặp nó? Nó thật sự là muốn xin lỗi bà đấy. Xin lỗi à? Rồi sao? Rồi lại chị em như lúc đầu á? Coi như là nó chưa bao giờ lên giường ngủ với chồng tôi. Tội của nó tày trời tôi biết. Thế nhưng nó sắp đi xa xây dựng cuộc sống mới rồi. Nó nhờ tôi xin bà một cuộc hẹn. Một lời xin lỗi không có, nó cảm giác tội lỗi càng nặng nề hơn. Mặt tôi hiện lên chữ ngu đúng không? Cho nên nó mới nghĩ là tất cả những gì tôi cần chỉ là một lời xin lỗi nhạt nhẽo. Bà nể tôi, bà gặp nó một lần thôi. Không thì ngày nào nó cũng gọi cho tôi hàng trăm cuộc. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit. Chị, em cứ tưởng là chị không đến. Em gọi nước cho chị rồi đấy ạ. À, chà, nhưng mà có đường ạ. Bây giờ tao ăn gì, uống gì cũng đều đắng ngắt. Nhất là phải nhìn cái mặt mày đấy. Bớt giả tạo lại đi, chối tao lắm. Chị ơi, em xin lỗi chị. Em xin chị hãy bỏ qua cho em chị ơi. Thế cái lúc mày cởi bộ đồ công sở, mặc lên người bộ đồ ngủ sexy, rồi gọi chồng tao là anh yêu ấy, thì mày có nghĩ đến ngày phải quỳ xuống chân tao như thế này không? Chị ơi, em xin chị. Chị hãy tha lỗi cho em. Nếu không thì em sẽ... Chị ơi, chị tha lỗi cho em chị ơi. Cơ thể là của mày, mày muốn đập bao nhiêu cái thì tùy. Nhưng mà này, hỏng bàn là phải đền đấy. Chị ơi, em biết lỗi của em rồi à? Chị ơi, chị tha lỗi cho em. Chị ơi,
ăn vạ thì cũng thế thôi. Cách tốt nhất ý là mày hãy biến đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao. Không, không chị ơi, em không đi đâu cả. Em xin chị hãy buông tha cho anh Dũng đi ạ. Chỉ cần chị chịu ly hôn, anh Dũng sẽ ra đi tay trắng đi ạ. Thế à? Thế thì mày phải hỏi anh yêu của mày xem anh ấy có từ bỏ vũ vàng nhà tao để rơi xuống cống cùng mày hay không đã chứ. Rơi xuống cống hay không ấy thì em nghĩ là anh Dũng cũng sẽ hài lòng thôi. Anh ấy sẽ hạnh phúc vì có mẹ con em bên cạnh ạ. Con em cần có bố. Xin chị em buông tha cho anh Dũng. Mày nói cái gì? Mẹ con em á? Em cũng mang cho mình đứa con của anh Dũng ạ. Em cần có chồng. Con em cần có bố. Em xin chị đấy. Chị hãy từ bỏ anh Dũng, buông tha cho anh ấy đi. Vậy thì mày nghe rõ đây này. Mày càng muốn tao buông ấy thì tao càng giữ thật chặt. Tao sẽ giữ bên mình cái người đàn ông bội bạc đấy để hành cho sướng. Để mày ở ngoài thèm nhỏ dãi mà không được. Con có sao không? Em không sao. Nhưng mà chị Hồng đang rất là tức giận. Anh phải cẩn thận đấy. Em sợ chị sẽ làm anh đau. Anh không sao. Nhưng mà sao Hồng gọi em ra đấy làm gì? Em thấy mình sai. Em muốn đến xin lỗi chị. Nhưng mà ai ngờ chị dẫn cả một đám côn đồ đến. Ôi, sao em ngây thơ thế? Anh ơi, chúng nó đánh em nên em phải xin là đừng đánh vào bụng vì em đang mang thai. Cái gì? Hồng biết em có thai rồi á? Thực chẳng đã em mới phải nói ra. Anh ơi, em xin lỗi anh. Tự dưng làm to chuyện rồi. Thôi được rồi, bây giờ chuyện lỡ rồi. Em đi khám đi xem con thế nào. Bây giờ Hồng đằng nào cũng biết rồi, kiểu gì về cũng làm âm lên cho mà xem. Em và con không sao ạ. Em chỉ lo cho anh thôi. Trời ơi, sao em đừng lúc nào cũng chỉ lo cho anh như thế nữa. Biết rồi, như thế thì thôi. Anh là thằng bỉ ổi. Anh bảo anh với nó vui chơi qua đường. Thế mà bây giờ vui chơi qua đường có sản phẩm rồi đấy. Anh nghĩ gì khi sống nhờ nhà vợ rồi lấy tiền nuôi gái và con riêng hả? Em bảo Thiên An có thai rồi á. Anh biết chuyện này đâu. Thôi, đừng diễn nữa. Chẳng ai tin đâu. Hay là anh đợi khi con anh với nó thôi nôi thì anh mới biết. Anh nói thế thì ai tin? Không à. Anh xin em đấy. Anh với cô ta chỉ là một phút bốc đồng, không kiềm chế được bản thân thôi. Nếu mà có con nhá, anh không nhận. Chắc chắn là cô ta gài bẫy anh. Không ơi, anh chỉ có mình em thôi. Em cho anh cơ hội sửa sai đi. Không. Lại văn mẫu của mấy thằng đều chuyên đi trịch dạng. Hay là anh đang định nói là trong thời gian đấy tôi hay cáu kỉnh, không quan tâm gì đến anh, cho nên là anh mới cô đơn, mới bị dụ dỗ. Mấy câu kiểu đấy tôi nghe trên phim mãi rồi. Nhưng mà xin lỗi anh, tôi không ngu đến mức bị cắm sừng rồi lại tự cưa sừng mình đi để hàn gắn tình cảm gia đình đâu, Dũng à. Nhưng mà chắc gì là con của anh. Anh đã dùng biện pháp đầy đủ rồi. Cho anh xin lỗi, em tha thứ cho anh đi. Anh ngoại tình là khinh tôi lần một. Anh bảo tôi tha thứ
là khinh tôi lần hai. Cái tát này quá nhẹ đối với anh. Đúng rồi con ạ. Mẹ thấy đúng. Con đánh nó là không sai một tí nào. Tại sao tao lại đẻ ra mày cơ chứ? Đáng tận lương tâm. Mẹ lên từ bao giờ mà con không biết thế à? Con à, mẹ lên đầu giờ chiều. Ở dưới quê có nhiều rau với cả hoa quả sạch nên mẹ mới... Tha lên đây cho bừa nhà đúng không? Đến bây giờ mẹ anh lên anh cũng không thèm thông báo với tôi một câu. Thế mẹ không lên bất ngờ, làm sao mẹ biết cái thằng con của mẹ nó khốn nạn? Mày khốn nạn này, mày nhá, mất dạy nhá. Ai dạy mày thế? Mày đi ra đây. Con ơi, thôi, nó sai thì cũng đã sai rồi. Mẹ chỉ xin con là con bình tĩnh. Con đừng nói gì đến cái việc mà chia tay vội con ạ. Thôi, con cho nó một cơ hội con nhé. Hạnh phúc bao năm qua, chẳng nhẽ lại tan vỡ. Hạnh phúc á? Đấy là mẹ nghĩ thôi. Chứ con trai của mẹ sống trong hũ vàng hũ bạc, hít hơi nhà vợ để vươn lên, nhưng trong lòng thì ấm ức lắm, cho nên đã phá hủy đi tất cả. Mẹ nói xem, cục tức này con nuốt trôi không? Anh và cô ta chưa có gì sâu sắc cả. Anh sẽ cắt đứt được cô ta ngay. Mẹ, em cho anh xin lỗi. Chưa có gì sâu nặng mà chửa ẩn ra rồi. Nếu mà tình sâu nghĩa nặng nữa ấy, thì con đàn cháu đống nhỉ. Cái việc con rơi con vãi của nó, mẹ sẽ giải quyết thay con. Nhưng mẹ chỉ xin con nén cái nóng giận trong người. Con đừng có nói lời chia tay vội, chứ không thằng đàn ông nào nó bỏ vợ theo bồ đâu con ạ. Mẹ con các người cùng một ruột cả thôi. Tôi khinh. Thôi thì thêm mẹ pha nước cam cho con nhé. Thì con uống đi cho hạ hỏa. Nước cam ngọt. Thôi khỏi. Mẹ lên chơi ở trong phòng như ở trong đấy đi. Bỏ ra đây làm cái gì? Bỏ ra làm gì? Tao mà không ra kịp á, nó đánh cho mày ra bã. Mà tại sao lại bất cẩn thế hả con? Ăn vụng mà còn không biết chùi mép. Khổ quá rồi con, sơ suất thôi. Mà cái con Hồng này nó có ra cái gì đâu. Ngại hề tiểu thư cái kiểu dởm đời, bắt nạt rồi o ép. Cho con khó chịu quá nên phải đi ra ngoài tỏ ten. Dạ con sai, thế cô chả có lỗi gì cả. Không phải bênh vợ như thế. Mẹ đây này, nó cũng coi ra cái đếch gì. Còn mày ấy, bố con nhà nó coi như mẹ cho cái chức tổng giám đốc, như có cho mày mở mặt ra với thiên hạ đâu. Mẹ bớt lời đi. Đi lúc nghe thấy rồi để điếc cả tai. Sợ cái đếch này. Đàn bà như nó đẻ thì không biết đẻ, cứ làm người bố đời. Trời biết hết đấy. Cái gì nó có nguyên do của nó mẹ đã nói rồi. Mà này, con bé đấy nó có thai mấy tháng rồi? Đấy là việc của con, mẹ không cần biết. Nó mà sinh ra đứa bé, nó là cháu nội của tôi đấy. Con không nghĩ được xa như thế đâu. Không biết cái con Hồng này nó có làm gì mẹ con bé không? Đấy, mày nhắc con mày nhớ nhá. Không biết là An bị đánh có làm sao không gì. Cái địa chỉ nó ở đâu? Đưa đây cho mẹ. Mẹ hỏi làm cái gì? Mẹ lấy để mẹ làm những việc cần phải làm. Việc của con là phải xử lý cho khéo léo nhá. Nó không đẻ được cũng được. Con mà có đứa con này đứa con khác ở ngoài mang về đây mẹ nuôi hết. Thế nhưng mà vợ con này, nó vừa có tiền, nó lại vừa hơi ngu ngu một tí. Đấy, thế cho nên là số 1 con phải giữ. Con không bao giờ được bỏ, không bao giờ được để ly dị. Còn mọi việc khác để mẹ lo, hiểu chưa? Rồi, nhưng mà mẹ làm gì làm kín kín vào. Đừng để mọi chuyện rối tung lên xong lại... Được rồi, mẹ biết rồi. Cứ yên tâm. Bác đến tìm ai à? Bác là mẹ của Dũng. Cháu mời bác ạ. Cứ để đấy bác xin.
Đây nhá, đây là sữa dành cho bà bầu này. Đây là cam, nhưng bác mua là cam sạch. Không sao nhá, không sợ gì hết. Đây là rau nhá. Rau bác tự gieo, tự trồng, xong rồi bác lại hái, mang lên đây cho con. Rau sạch đấy, con dạ. Cứ để tủ lạnh ăn dần nhá. Cháu cảm ơn bác ạ. Sao bác lại mua nhiều đồ cho cháu thế ạ? Thì phải ăn cho hai người mà, cho cả em bé nữa. Bác biết cháu có thai rồi ạ? Bác ơi, cháu xin lỗi bác. Cháu không hề có ý muốn phá hoại hạnh phúc gia đình của anh chị đâu ạ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Chuyện đã rồi, cháu đừng có xúc động như thế. Nó ảnh hưởng đến thai nhi. 3 tháng đầu là rất là quan trọng đấy. Bác tốt quá ạ. Bây giờ thì cháu biết anh Dũng tử tế giống ai rồi ạ. Bác là người hiểu lý lẽ mà. Bác sẽ không xử sự như chị Hồng đâu. Cháu cứ yên tâm. Có khó khăn gì hay là có mệt mỏi gì thì nhớ điện thoại cho bác nhé. Bác sẽ đến ngay. Dạ thôi ạ. Nếu chuyện hôm nay bác đến đây mà để chị Hồng biết thì chị ấy giết cả cháu cả anh Dũng mất. Cháu biết điều thật đấy. Bảo sao mà thằng Dũng nhà bác nó có tình cảm với cháu. Trả bù cho cái con Hồng nhà bác, nghĩ đến mà bực cả mình. Cháu với anh Dũng cùng là những người thiếu thốn tình cảm, cùng hoàn cảnh với nhau nên cũng thấu hiểu cho nhau bác ạ. Anh Dũng thì mong muốn có một người con, nhưng mà chị Hồng thì lại không muốn đẻ. Nó à, lúc nào muốn làm mẹ của thiên hạ ấy. Nhưng còn cái thiên chức của mình thì nó lại không bao giờ đảm bảo được. Bác ơi, bác phải hiểu cho cháu. Cũng tại vì anh Dũng thì cô đơn trong cuộc hôn nhân của mình, còn cháu thì yêu anh Dũng thật lòng ạ. Còn Hồng nó cứ như thế. Lâu ngày rồi thằng Dũng nó cũng chán. Đàn bà mà không biết yên thân thì làm sao mà giữ được danh phận. Có mỗi cái việc đẻ tôi cũng không chịu đẻ, thì cô giàu mấy cũng không giữ được. Bác ơi, nhưng mà khi mà chị Hồng biết là cháu có con với anh Dũng thì chị ấy thuê côn đồ. Bác ơi, nếu hôm đấy cháu mà không quỳ xuống van xin với cả có người khác vào can ngăn thì con của cháu với anh Dũng đã mất rồi ạ. Sao cái con này nó ác thế không biết, đến đứa bé mà nó không tha. Bác ơi, liệu chị Hồng có tha cho cháu không ạ? Bác ơi, cháu sợ lắm. Bác ơi ạ. Cháu sao đấy? Sao thế? Cháu không sao đâu ạ. Chỉ là sau hôm đấy thì thỉnh thoảng cháu lại đau thôi ạ. Thôi được rồi, để bác cậu cho thằng Dũng xem thế nào nào.